trở lại với chương trình Việt Nam Channel. Chúng tôi đã phỏng vấn anh Hảo Nguyễn và chị Hương Đinh. Anh Hảo Nguyễn là một người đã hút thuốc trong rất nhiều năm, hơn 20 năm. Thì anh đã quyết định bỏ hút thuốc khoảng hơn 4 năm nay. Thì cái lý do mà anh bỏ anh vừa trình bày đó là vì gia đình và phải có ý chí để mà bỏ. Thì trải qua cái kinh nghiệm mà anh đã bỏ như vậy thì nó có khó khăn lắm không anh? Dạ, thưa anh, hiện giờ bỏ được rồi thì thấy mới dễ. Chứ thật ra khi mà thử bỏ thì nó khó lắm. Chứ không, cũng không có tài giỏi gì. Nhưng mà phải bỏ thử nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng được thành công. Dạ. Cái quyết định của anh là chiếm đất và nó chiếm một nửa. Và quyết định phải nói anh ngồi nghĩ đến con thơ và nghĩ với vợ. Dạ. Sức khỏe của cả gia đình. Dạ. Rất là quan trọng để mà anh tiên quyết anh bỏ. Dạ. Thì khi mà anh nói như vậy thì chị nghĩ thế nào? Khi mà ông xã tôi nói những ý kiến tôi rất là vui. Uh-huh. Và tôi khuyến khích động viên mỗi ngày. Uh-huh. Anh cứ bỏ thuốc đi thì anh sẽ thấy cái sức khỏe anh nó khác liền. Uh-huh. Và nếu anh, em nghĩ anh là một người chồng, cũng là một người cha trong gia đình, uh-huh, là một cụ trột. Nếu như mà anh hút thuốc nhiều năm như vậy thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Không may thì sức khỏe anh nó suy nhược hay yếu kém thì anh có bệnh gì thì em không có thể mà đương đắn trong gia đình được. Uh-huh. Anh nghe cũng có cái ý cũng đúng. Uh-huh. Và nó ok, anh sẽ bỏ, em đừng có lo. Tại vì nếu mình nghĩ tới con và vợ và muốn thêm những đứa con nữa ra đời thì anh phải dứt khoát bỏ thuốc. Vì tiếp tục hút thuốc ảnh hưởng cho cả cái gia đình chứ không phải riêng gì em. Dạ, thì ông xã bắt đầu bỏ lần và bắt đầu bước qua Mỹ. Anh cũng còn hút nhưng mà hút ít đi. Bởi vì qua Mỹ thì cái xứ lạnh và những đêm lạnh thì anh hút như vậy thì anh cũng thấy ok. Nhưng mà đêm tới về lạnh thì ho nhiều. Rồi lần đó thì anh vào mùa hè đó anh bắt đầu cũng như đi làm thì nó cũng part time thôi. Thì có cái thời gian nghỉ ngơi và bỏ. Và sự thật là bỏ luôn. Dạ. Bây giờ cái câu hỏi muốn hỏi cả hai anh chị luôn. Thì khi mà anh bỏ rồi, bỏ thuốc thì sức khỏe gia đình nói chung như thế nào? Dạ, bây giờ em xin trả lời cái này trước. Dạ vâng. Vấn đề là đầu tiên nói về sức khỏe. Khi mà bỏ được thuốc, đầu tiên với sức khỏe phải nói sức khỏe của em trước. Sức khỏe của em thì rõ ràng em thấy sức khỏe nó thay đổi một cách rất là mạnh mẽ và theo một cái chiều hướng tốt. Chẳng hạn như hồi xưa em, hồi nãy em trình bày với anh là trung bình 1 tháng tới 2 tháng là em phải bị cảm một lần. Thì bây giờ cả năm em chỉ cảm được 1 hoặc 2 lần là nhiều lắm rồi. Do đó, về thứ hai là chuyện bị viêm họng thì không còn nữa. Tại vì hồi xưa mà hút thuốc là hay bị viêm họng lắm. Là ho liên tục, đêm ngủ là ho mà nhất là lạnh nữa mà. Mà cảm xong một cái là chuyển qua viêm họng luôn. Và từ đó nó kéo dài thêm cả tuần lễ nữa mới hết cái bệnh. Thường thường cảm hết 3 ngày rồi 4 ngày thôi. Giờ là kéo dài tuần 10 ngày. Nhưng mà bây giờ là những cái trường hợp nó không có xảy ra nữa. Sức khỏe em nó tức đề kháng em nó mạnh hơn, nó bình thường. Em thấy khỏe rõ ra. Ăn uống cũng được nhiều, được mạnh hơn nữa. Uống nhiều, ăn dạ, được nhiều. Ăn được nhiều, ngủ được nhiều. Còn riêng mà nói về sức khỏe của gia đình, em bảo đảm chắc chắn luôn là vợ con em nó cũng không hửi được mùi thuốc lá. Thì những người mà hửi cái mùi thuốc lá của những người khác hút á, nó cũng bị ảnh hưởng, cũng xem hoặc là không thua gì những người hút thuốc lá trực tiếp. Thành ra em nghĩ lúc đó vợ con em cũng không còn phải là lo âu gì về cái mặt sức khỏe, như là vợ em không còn than phiền về cái mùi hôi. Dạ. Em có cả em có đồng ý với anh như vậy. Có những người hút thuốc một thời gian, họ quen cái mùi thuốc rồi, họ không có cảm thấy những người chung quanh khó chịu như thế nào. Yeah. Khi bây giờ em đã bỏ 4 năm rồi thì cái khói thuốc nó làm em khó chịu hay không? Thì như phần đầu em có trình bày với anh đó, khi mà em hút thuốc, khi ăn cơm xong thì em cần một điếu thuốc để mà cho nó hết hôi miệng. Thì em có nói lúc đó mình vẫn nghĩ mùi thuốc là mùi bình thường của em đó, mà mùi em rất là thích. Nhưng mà sau bây giờ khi bỏ thuốc rồi á, ngược lại em đi ngang qua một cửa hút thuốc, em nghe cái mùi đó tự nhiên em chịu kinh khủng, em chịu không nổi. Thì điều đó em chứng tỏ rằng là cái mùi thuốc trước đây nó rất là khó chịu, nhưng mà tại vì em hút nên em cứ thấy cái mùi rất là bình thường. Thì bây giờ em đi ngang một người hút thuốc, em đã bỏ rồi thì bây giờ đi ngang một người hút thuốc hoặc là cái khói mà đang ngược gió mà nó vô mũi em một cái là em cũng chịu không nổi. Dạ, thì thành ra chứng tỏ cái mùi thuốc rất là hôi. Dạ. Bây giờ tính hỏi chị, hỏi cô Hương thế này. Thì lúc nãy thì anh Hảo có nói là một cái vấn đề quan trọng đó là người vợ và người con và đứa con đã giúp cho anh có cái tinh thần để mà anh chống lại, để anh bỏ thuốc. Thì khi chị nghe cái đó chị cảm thấy rất là vui. Thì bây giờ chị, tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay, có những người vợ hoặc những người con mà theo dõi chương trình hôm nay để muốn biết được cái ý kiến của chị thế nào, thì có thể
giúp ý kiến cho họ thế nào, muốn giúp cho người chồng của họ bỏ thuốc thì phải làm những thứ gì? Dạ, thưa anh Tony, sau khi mà ông xã đã quyết định bỏ thuốc, thì em điều đầu tiên trong tâm em nó rất là vui và thích thú là bởi vì chồng mình đã hiểu được cái ý của mình, dạ, và ảnh nghĩ tới gia đình. Và nhân tiện đây á, thì tôi có một cái sau thời gian mà những ngày năm tháng mà chồng tôi hút thuốc, tôi có những cái kinh nghiệm là những quý ông quý bà nào mà hiện bây giờ đang có cái tình trạng hút thuốc và hãy nên dừng. Nếu mà dừng một lúc không được thì mình hãy từ từ bỏ lần lần, tiếp tục hút lâu dài thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, trước là sức khỏe, sau đó là ảnh hưởng tới sức khỏe con và gia đình, ngay cả cái cuộc sống của mình nó cũng trộn lộn lắm. Vì sao? Mình hút thuốc nhiều quá, cái khói thuốc hay cái hơi, cái tiếng nói của mình nó lây lan ra thì cũng không tốt gì mấy. Thì đây tôi chỉ có ý kiến là nếu quý bà mà có chồng mà nên hút thuốc, hay khuyên bây giờ, hiện bây giờ trước mắt tôi thấy là cách đây 15 năm tôi có tới một cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở Việt Nam và thăm một người bạn, và anh chàng đó hút thuốc đến mức nổi mà phổi có nước, và bác sĩ, chính mắt tôi thấy bác sĩ sẽ giải phẫu ngay cái túi ngực của anh đó mà rút cái ống vô. Và cái ảnh khi mà ảnh bị mà ảnh không có nằm được, ngồi không mà rên rỉ rất là đau. Và trong thời gian á, là chữa trị cho anh, và anh về anh không bỏ và anh đã chết. Và tôi thấy rất là sợ hãi. Khi chồng tôi bỏ được thuốc như vậy, tôi mừng vô cùng. Tôi nghĩ rằng là cho dù mình có bạc tỷ, bạc triệu đi chăng nữa, nhưng mà sức khỏe của gia đình mình không có hay là hạnh phúc không có thì cũng không là gì. Và kính mong đây là cái sự là, tiếng nói của tôi là tiếng nói chân thật khuyên các bà có chồng hoặc là anh chị trong gia đình hút thì hãy khuyên ngăn, vì hút thuốc nó rất là có hại cho tương lai về sau. Cảm ơn Hương Đinh rất là nhiều. Dạ. Thì Hảo nghe những cái lời trần tình của Hương Đinh thì Hảo cũng thấy vui phải không? Dạ. Thì dạ. Thì bây giờ nếu Hảo, đương nhiên là khi bỏ hút thuốc rất nhiều người nói, tôi nói đùa thôi, tôi bỏ vợ được chứ tôi bỏ thuốc không được. Yeah. Thì theo như Hảo đó, Hảo có một cái điều gì nhắn nhủ với quý vị khán giả, những quý vị đồng hút thuốc cảm thấy là tôi bỏ không được, tôi sẽ hút. Yeah. Thì Hảo nghĩ thế nào? Yeah. Kính thưa anh, là trước khi mà để trả lời câu hỏi của anh thì em xin nối tiếp một cái điều mà vợ em đã động viên em trước đây, để em, mà cũng là chuyện vui trong gia đình thôi. Là vợ em trước khi mà em bỏ thuốc lá thì vợ em cũng có nói một câu mà em còn để trong bụng hoài. Là vợ em nói là khi anh mà bỏ được thuốc lá đó thì anh muốn điều gì cũng được. Và vợ em đã nói câu đó, và em nói vậy, em có nói là nếu em nói vậy thì em nhớ giữ lời. Dạ, và cho tới bây giờ em đã bỏ được thuốc lá rồi. Nhưng mà vợ em vẫn còn nợ em một điều, và cái điều đó em cũng đang còn chờ, không biết khi nào em mới sử dụng cái điều ước của em thôi. Nhưng cái đó là tính sau, nhưng mà đó là cũng một cái điều để mà cho em. Dạ, nhưng bây giờ để em quay lại cái câu hỏi của anh đó. Thì là nếu mà bây giờ em là một người đã bỏ thuốc lá thì em nói cho bây giờ điều chỉ cần hai cái điều để mà bỏ được thuốc lá mà thôi. Là kính mong các bạn á, chỉ có điều thứ nhất là phải thay đổi quan điểm nhìn của mình về cái điếu thuốc lá. Nó không có tốt cho sức khỏe, có tốt cho mọi người xung quanh và cho gia đình. Cái điều thứ hai là cần phải ý chí, phải bền vững lắm, phải quyết tâm, chứ đừng có nể nang, hoặc là như em đã trình bày đó, nể nang người này hoặc là hút thử lại như thế nào thì sẽ không bao giờ mà bỏ được hết. Và dạ, đó hai cái ý kiến chính của em là khi bỏ thuốc lá phải cần hai cái điều đó. Một là thay đổi mặt cái tầm nhìn của mình với thuốc, đối thuốc lá. Hai, phải có một quyết tâm bền vững. Một lần nữa cảm ơn hai em đã có cho buổi nói chuyện mà rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và chúc em thành công nha. Cảm ơn anh. Chúng ta trở lại phần 3 với bác sĩ Giao, xin vị đừng rời ngay.